đấy là bán bao nhiêu, thì để mua cho ai đấy, người nào đấy. Thế thì tôi mới ra tôi mới gặp chiến nhớ thôi cái nhà chị Lan đấy. Mới chiến đến chưa nhỉ? Chiến đến rồi, bên như thăm mình hồ, anh cùng cái ông cố mà. Gặp cái dân đưa vào là nhà, cộng nhà cha con cháu làm sao mà người làm một người đấy. Ở biển là chỗ nhà anh trai thì đè bán đất, còn nơi dán vào cái tường của nhà, lại còn cái biển là đất đang tranh chấp với chỗ nhà anh lớn. Thế thì để thế thì ai mua? Cháu thử hỏi lại thằng Cần xem. Thế chắc là con Dần mới nói với thằng Cần, anh Tiến hiểu chưa? Đấy, thằng Cần nó mới làm úp lên. Cái này là tôi nó bảo con đất thì cái Dần nó bảo hay là đất tranh chấp với nhà ông Thước, và ông Thước ông làm đất cho nhà mà bà Lịch mới để ông cứu, làm sao mà lại tranh chấp được, chia cho mọi người ông lại cho thằng và thằng thế cái Dần nó mới bảo là tôi chết rồi. Chắc lại là cái đất của Thái rồi. Thái chưa? Nếu mà mình bị bụng rồi, bọn này nó chắc nó muốn giữ mà không cho ai vào mua, thì sau này thằng kia chết đi là thằng Cần thì anh bò và thằng Thành thì chả liên quan gì. Trời ơi, đến 500 mét vuông. Gần 500 mét. 440. Bao nhiêu đấy? Cái rộng rãi mà. Cái hôm mà đo tôi ở đây mà cái trước. Đợt con chuyển sổ màu hồng ấy, anh Cần anh ấy, con ấy cũng thật thà bảo anh Cần, anh lúc anh Cần ký đấy, ký cho con đấy, anh bảo giáp danh đấy, anh bảo lần sau chỉ nói riêng với anh đi, thì nói với bọn ấy nó tách việc lắm. Đúng rồi. Đấy, chính anh Cần để nói con thế, thế là mới nghe thế bảo là ý là cái sự quay án nó bảo là phải đo lại để mới ký, tức là đo lại ở bên nhà ông Cần xem có đủ không, xem con có lấn không. Nếu đúng đo lại thì bên đấy cái dư của con thì nó cũng là dư chung. bên nhà ấy không thiếu. Xong rồi lại đến cái đợt nhà báo ngộ là cũng lại um cả lên xong lại đo lại. Cái nhà báo ngộ đất đất lại là cái ngõ. Báo ngộ lại là cái ngõ. Còn cái sự mà chị em anh em chính nó đấy là mụ đấy mới là mụ điều khiển. Điều khiển hết, còn sự là có điều khiển hết. Con không tử tế gì đâu, chẳng qua nhà nó chẳng cái nào tử tế. Nhà nó tử tế là không làm được loạn. Thằng bố nó mà giờ xuống cũng tử tế. Bố nó không vậy. Bố nó là cán bộ như là cán bộ ở trong nông thôn là cán bộ cải cách. Còn ngoài này nó gọi là cán bộ khẩu. Việt sản làm nó liên quan đến chỗ giáp danh đất của nhà ông, nhà anh Cần, nhà nó đấy, nó ở nằm ở nhà điện, điện cho thằng lớn, điện cho ông Cần, điện cho mấy cái loạn cả lên xuống mà kiểm tra nó đang làm mà mầm như kìa, thế nọ kia rồi cái nhà bóng vẹo nó cũng loạn lên. Chưa con bị ân nó đi lại.
lốp, cậu lại đi vòng thế này à? Đây là đi đường cũ. Lại đi kinh điên à? Tưởng ai chạy nó kia đi đường bao nó vắng. À, Hà Viện. Dạ. Nó đi lại được rồi, đi không lại. Có người là nó chửi nhau với anh chị em nó sỏi lắm. Nhưng mà có bất kỳ người ngoài nào thì là nó lại nhanh, lại méo tiếng. Ngọc. Xưa thời